Hello mọi người, nhất là các em trai tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip anh làm về tử vi tuổi của các em cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm tuổi các em cho năm Mậu Tuất 2018. Nếu như các em xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người của tuổi Tân Dậu cùng biết để mà ứng dụng có một cái năm Mậu Tuất làm ăn được như mong muốn và mình biết cương nhu trong làm ăn như thế nào. Vì theo anh phân tích thì năm nay là một năm khá khó khăn và có nhiều rắc rối đối với tuổi của các em tuổi Tân Dậu nam mạng. Đầu tiên hết mạng thì các em là mạng Thạch Lựu Mộc, năm Mậu Tuất là năm Bình Địa Mộc, cho nên là có thể là mạng đồng hàng ha, bổn mạng tốt, không có nguy nan. Sao thì Thổ Tú thì sau này là anh em lại rối rắm và dễ bị tai nạn. Hạn thì ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên trư phùng hỏa là heo gặp lửa, một vận niên khá xấu. Thiên can tân gặp mậu, mà mậu là thổ mà tân là kim, cho nên là gọi là thiên can sinh nhập, có lợi cho công việc làm ăn. Địa chi dậu với tuất thì thuộc nhóm tương hại, cho nên là nó sẽ có chủ rắc rối về việc gia đạo cũng như tình cảm trong gia đình. Mặt khác đó là cái nạp âm ngũ hành của tuất là thổ, dậu là kim, cho nên là có thể nói là ngoài cái việc là nhóm tương hại thì hai cái này mình nạp âm ngũ hành nó cũng là sinh nhập, một cái thổ một cái kim, thổ sinh kim, cho nên là nó sẽ hạn chế bớt cái xấu của nhóm của địa chi tương hại đi. Thì để mà có được một cái tử vi của một tuổi nào đó cho một năm thì trước hết chúng ta phải xét có thiên mệnh của cái tuổi này nó như thế nào. Cái thiên mệnh của này nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái năm nay và nó như sao. Thì với người tuổi Tân Dậu nam mạng á thì thiên mệnh cũng không có gì là quá rắc rối. Tuy nhiên là nếu mà nói mà tuổi Tân Dậu là tuổi mà có thể làm lớn, làm những cái việc mà cao to sang cả thì đại gia hay này kia thì tuổi Tân Dậu không phải là một số mệnh như vậy. Rất hiếm người tuổi Tân Dậu có thể thành công lớn, vẻ vang. Tuổi Tân Dậu của các em trai vốn là người vui vẻ, hòa đồng, dễ thông cảm với bạn bè, giao tình thì thân mật, quảng giao và đặc biệt nói chuyện có tính thuyết phục. Cho nên là hãy chọn những cái nghề mà cần cái sự ngoại giao hơn là công việc vốn có cái tính cố định và đa phần là người thiếu kiên nhẫn. Chính cái sự thiếu kiên nhẫn này thì sẽ không có đem đến nhiều thành công. Nếu như mà người của các em mà thuận sanh đông xuân và buổi tối thì an nhàn tấm thân, nhưng mà nghịch sanh lỗi số suốt đời bơm ba, tình duyên khó đặng, ấm êm gia đình. Đó là những cái gì ha, nghe thấy phê rồi ha. Rồi, ngoài ra là các em là người vốn là cái người sáng trí, lại toan tính giỏi nhưng là thiếu đi cái sự cần cù nhẫn nại, nên đường học vấn thì rất là khó tiến xa, mà tiến xa thì không phải giỏi, tức là đi học cho có gì là có bằng có cấp chứ không phải là giỏi về chuyên môn. Các em có thiên hướng nghệ sĩ văn nghệ, vì văn xương nằm trong mệnh, thích tụ tập hội nhóm, và đặc biệt là các em là thường là những người đẹp mã, nhưng chính vì cái sự đẹp mã đó lại ham vui hơn là ham học, đã bỏ lỡ mất cơ hội để xây dựng cho mình cái căn bản tốt đẹp. Nên chuyên tâm tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ thì sẽ dễ thành công. Nhờ cái văn hóa văn nghệ đó ảnh hưởng qua lại với cái cuộc sống của mình. Nhưng có vì nhiều đam mê, nhưng mà càng thành công trên con đường văn hóa nghệ thuật hay là như thế nào thì cuộc sống về sau nó càng bất ổn. Là người vốn là rất lạc quan, tự vì yêu văn nghệ và nghệ thuật mà, cho nên là các em là người vốn rất là lạc quan, có nhiều ước vọng, thậm chí là xa rời thực tế luôn, nên rất là dễ gặp thất bại trong cuộc sống. Tiền bạc đó thì ui có năm thì quá trời, có năm thì không có gì đồng nào hết, giống như năm vừa rồi ha. Vốn là người không có tay cầm của, sự nghiệp chậm thành, tuy nhiên cuộc đời lại rất hiếm khi lâm vào túng quẫn.
thì với cái dáng vẻ thanh lịch hào hoa luôn được nhiều người thương mến, tình cảm trở nên rối ren ha. Đặc biệt là tuổi Tân Dậu này là thích có phụng nhị lắm, khó an cư nên kém phần lạc nghiệp à, phải hết giai đoạn trung niên khi đã mòn chân mỏi gối à, thì biết tu tâm dưỡng tánh thì mới mong sự nghiệp gia đình ổn định. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, các em trai vẫn là người lạc quan nhất, yêu đời, cuộc sống vì thế mới được chuyển biến tích cực. Cái năng lượng yêu đời của mình, không? Dù là mình rơi vào khó khăn hay nữa, nhưng mà cái năng lượng yêu đời của mình là mình bắt đầu mình tiếp tục được à. Các em nói là mình hay nói về giai đoạn là tiền vận, trung vận ha, và hậu vận. Thì mình giải thích là vậy, tiền vận là những cái năm mà từ sau 20, trước 20 tuổi. Trung vận á là vào năm 20 tuổi cho đến năm 40 tuổi ha. Và hậu vận là sau năm 40 tuổi. Có nhiều người á là tiền trung vận nó sẽ nhích lên, ví dụ như có người á là từ lên tới 45 là mới vào trung vận. À, mới vào hậu vận, có người thì chỉ mới 40 là vào hậu vận thôi, nhưng đa phần là 43 trở lên là gọi là hậu vận ha. Thì đó là giải thích thêm. Có nhiều người hỏi mình là trung vận thanh niên, thiếu niên là như thế nào ha. Đó là nó cũng chia ra như vậy. Ngày xưa thì ông bà chúng ta là chỉ có chia 60 năm cuộc đời thôi, hơn 60 năm là thọ rồi à. Thì, như vậy là thiên tính của các em nó như vậy. Thì đây là cái sự nghiệp và công danh của năm 2018. Đối với năm Mậu Tuất 2018 á, các em á, gặp sao Thổ Tú chiếu mạng, công việc làm ăn cũng như gia đình tình cảm có nhiều rối rắm bất an, gây khó khăn cho cuộc sống. Sao Thổ Tú thì thuộc hành thổ, đối với người mạng mộc của các em là tương khắc, nó sẽ gây ra nhiều bất lợi rối rắm hơn ha, vốn dĩ của nó. chưa chắc ha, có nhiều người có nhiều mệnh sao thấy bạc kê đô gì nó lại không rắc rối bằng cái sao này. Đối với cái người mạng mộc, hạn thì là ngũ mộ, thì hạn này nó rất dễ hao tài mất của do ốm đau tai nạn hay là bị lừa gạt trộm cắp. Vận niên trư phùng hỏa, bất lợi trong giao tiếp quan hệ, thường sinh nóng nảy vô cớ do gặp điều trái ý, ứng phó cũng thiếu sáng suốt, dễ dẫn đến thua thiệt. Với vận niên này cần tránh mọi tranh chấp hơn thua. Và mình mới cái vận niên này thì thay vì mình nhanh đưa ra quyết định ấy, thì mình nên đắn đo suy nghĩ kỹ càng khi mà mình rơi vào cái vận niên trư phùng hỏa ha. Cho nên là các em cẩn thận ha. Như vậy phối với lại tứ trụ á, thì năm 2018 với các em á, là thiên xung địa lợi à, công việc làm ăn gặp nhiều chống trái, mưu sự khó thành nhưng gia đình tình cảm thì có nhiều niềm vui ha, từ địa lợi mà phối hợp với các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can mậu thì thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái thủy à, cho nên hỏa sẽ rất là vượng. Đối với người mạng mộc các em khó tránh khỏi sự hao tốn, là do hỏa vượng thì chúng ta mộc và mộc sinh hỏa, mà hỏa nhiều quá thì sẽ đốt cháy chúng ta rất là nhiều à, hao tổn thất thoát. Sao hạn và vận niên là đều kém khuyết, dễ gặp chống phá cản trở, nhưng nhờ cái vận thế thuận lợi nên vẫn nên đủ điều kiện để vượt qua. Dù sao vẫn phải cẩn thận, gặp bất trắc tránh nôn nóng sẽ khó giải quyết mà còn thêm hư hại. Có thể nói đối với các em trai đây là năm khá khó khăn, chứa đựng nhiều bất trắc trong công việc cũng như gia đạo, phải cần cẩn thận nhiều điều à. Tại sao mà anh nói là anh có nghiên cứu sơ và anh nói từ đầu là năm nay rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Năm ngoái tuy là các em rơi vào trực thái tuế nhưng mà các em không có sao mệnh và những cái tinh quân tốt nó không đến nỗi nào so với các bạn nữ Tân Dậu, năm Đinh Dậu. Nhưng mà năm nay thì các em cực kỳ ha, khó khăn ha, dù có sao Thổ Tú chứ không phải như là kia không phải năm tuổi à. Tử vi thì có thiếu âm nè, xét vào tử vi thiên việt cô thần phi liêm, nhưng mà gặp ông Tuần, ông Tà Thủ thì ông sẽ làm cho những cái này như thiên việt thiếu âm ha, này không có phát huy được cái tác dụng. Cho nên là dù các em có tài khôn ngoan ha, vốn là như đã nói ở trên, ngang mưu sự rất là giỏi, nói chung là biết cách luồn lách
mưu tính giỏi đến mấy năm nay cũng không xoay sở được tình trạng xấu. Cái việc mà bị cô lập hay là thất thế trong công ty sản xưởng là chuyện rất là bình thường. Tuy vậy các em cũng không bị lâm vào đường cùng, luôn luôn được mở đường thoát, quý nhân giúp sức do có tam đức hộ chiếu. Thiên đức, phúc đức và hộ chiếu cùng là thiên mã nè, phượng cát, đặc biệt là giải thần. Cái sao giải thần này ở bên trong, ở trong mệnh của chúng ta sẽ giải. Riêng ông giải thần này ổng chỉ giải những cái sao xấu thôi, nhưng ổng sẽ không bằng được ông hóa khoan, cho nên là cái sự giải cũng không quá nhiều. Những phúc tinh này giúp các em thoát khỏi tình trạng khó khăn bao vây trong năm, trong năm Mậu Tuất 2018 rất là nhiều ha. Nếu đi làm mà hãng hay là xưởng hoặc là công quyền đó, nên cố gắng chăm chỉ, chu toàn mọi trách nhiệm. Dù hoàn cảnh đang rơi vào cái năm khó khăn, các em cũng có thể được trọng dụng hoặc có người mà đỡ đầu giới thiệu cho những cái việc làm có lợi nhuận đáng kể. Đừng mưu sự chuyện lớn. Nếu các em mà hành nghề tự do, cố gắng duy trì, dù đang là cái năm ế ẩm, vẫn có lúc gặp may, tiền bạc lúc có lúc không, chứ không phải là lúc tháng nào cũng tiêu. Công việc thì tiếp tục điều hòa, không nên xoay trở, dễ bị hao tốn tiền bạc, tức là không nên đầu tư hoặc là làm cái gì mới mẻ hết, cái công việc cũ mà làm thôi, năm nay là không thuận. Nhập hạng này có nhiều phúc tinh, ở trong hạng của mình đó có nhiều phúc tinh. Các em gây được cảm tình tốt đối với người có thế lực, sẽ được giúp đỡ phần nào trong khó khăn. Nhưng mà đặc biệt mình với tụi của các em là lại không là nhiều tự ái, tự cao, chẳng muốn nhờ cậy. Nhưng với những khó khăn mà đang chờ đón của năm nay thì anh nghĩ rằng là các em nên nhún nhường và hạ mình để mong cầu vượt qua trở ngại của cái năm tương đối khó khăn này. Cung mệnh thì có Thái Dương nè, thiên không kiếp sát, thì khó tránh khỏi chuyện chẳng lành vì tiểu vận đang đi vào tuyệt địa. Nhưng với sự khôn ngoan cộng thêm cái vốn dĩ là hay có người giúp đỡ thì mọi việc sẽ không gây nhiều tác hại. Đặc biệt mệnh có thiên không đáo nhập, cẩn thận trong việc dùng người ha, dễ bị người ta đâm sau lưng và không chừng còn phải liên lụy đến pháp luật. Cung tài bạch đó, tuy là không bị đại tiểu hao nằm trong cung tài bạch, nhưng những tài tinh cũng bị ông Tuần và ông Triệt ổng nằm ở trong đó. Tài tinh mà ông Tuần ông Triệt này là ổng cứ vô cứ quốc ông nào cũng xuống 50% hết, xấu hay tốt thì cũng xuống 50% hết, không có đại tiểu hao ở trong mạng. Nhưng mà mấy cái cung tài tinh là bị ổng chẹt hết, cho nên là tiền bạc chỉ đủ chi dùng. Nếu các em trai mà cứ mà xài xả láng như những năm trước đây thì không thể tránh khỏi sự khó khăn của tài chính. Nhìn chung các mặt từ sao hạn vận niên cho đến tử vi thì báo hiệu đây là một năm đầy khó khăn. Đặc biệt cẩn thận trong các mối quan hệ, nếu không bị lừa gạt thì cũng xin bất hòa. Công việc làm ăn chỉ nên cố gắng bảo toàn cái đang có, đặc biệt tránh đầu tư hùng hạp với ai vì hạn ngũ mộ. Cái hạn ngũ mộ là hao của mất tài mà tai nạn nữa. Đặc biệt tránh đầu tư hùng hạp và tránh cho thiên hạ vay mượn, năm nay sẽ rất khó đọc. Nhớ nha, không cho ai vay mượn năm nay đó, mà thiệt sự ra năm nay cũng có tiền đâu cho ai vay ha. Về mặt tình cảm năm Mậu Tuất 2018 đối với các em thì với sao Thổ Tú chiếu mạng, gia đình tình cảm thì dễ gặp bất ổn, quan hệ giữa người với người cũng không được thuận lợi. Nếu đã có gia đình thì vợ chồng có niềm vui, có lợi về nhà cửa, nhưng cũng khó tránh bất hòa. Thì có Đà La là Thái Tuế ở hạn, nên cẩn thận lời nói, dễ sinh chuyện to tính, đa bên to tiếng. Gia đình dù có tiền bạc nhưng cũng mất vui. Với thai ở hạn thì các em năm nay muốn có thêm baby thì là một điều rất là tốt. Các em là vốn là người thích đi đây đi đó ha, quảng giao, sống có tình có nghĩa và là đẹp mã nữa,
Nhưng mà quan hệ với bạn bè thường thì gặp chống trái, giúp nó xong nó quay qua nó cắn mình không à, cho nên là cần cẩn thận ở năm nay nhiều hơn nữa. Đặc biệt năm nay á, là với phái nữ thì từ xưa giờ chứ không phải năm nay, các em là bị gọi là bị dạy dạy gái dạy phái nữ ha, nên là quan hệ dễ sinh tai tiếng, dễ mất uy thế trong công việc làm ăn, đời sống ngoại duyên mà càng phức tạp thì năm nay nó càng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến gia đạo, do là có cô thần trực chiếu ở trong mệnh. Anh đã nói trên có cô thần phi liêm đó ha, mà cô thần này á, là ảnh hưởng đến cái sự cô đơn ha, còn quả tú cô thần là ảnh hưởng tới sự cô đơn của người nam, còn quả tú là ảnh hưởng sự cô đơn của người nữ, cho nên là sẽ phải có chia xa nếu như mà không biết kiềm chế cái chữ ngoại duyên ha, không muốn gia đình tan vỡ. Còn quá buông lung với vợ chồng thì khó tránh khỏi xa nhau, thậm chí là chia lìa trong năm nay, nhớ cẩn thận nha các em nha. Năm nay thì đừng có mà lộ liễu. Đối với các em trai độc thân á, thì với Long Phượng Hỷ hộ chiếu, duyên tình có nhiều tốt đẹp, có thể tiến đến hôn nhân. Nếu muốn lập gia đình á, thì năm Mậu Tuất đối với các em thì không có chuyện gì mà cản trở hết. Còn về mặt sức khỏe, năm 2018 sao hạn ngũ hành không được tốt, sức khỏe có phần bất an, cần phòng các bệnh về bao tử hoặc lây nhiễm qua qua đường máu, đặc biệt tránh việc khắc nhọn với cái hạn ngũ mộ nặng tay và cái vận niên trư phùng hỏa. Ngoài ra là cần đặc biệt cẩn thận tai nạn bổn mạng bất an, nhưng không đến nỗi nguy nan như anh đã nói ở trên, do bổn mạng của cả năm chúng ta là mộc gặp mộc cho nên là không có sợ chết, nhưng mà trầy chân gãy tay gãy chân thì ở tai nạn thì cái việc đó thì anh không dám đảm bảo ha, cho nên là cần cẩn thận nhiều hơn. Trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Nó báo hiệu một năm có nhiều cái sự khó khăn, và là một năm có nhiều cái sự khó khăn và các em cần cẩn thận nhiều điều. Thì anh có làm luôn cả 6 tháng đầu năm cái vận hạn để các em biết rằng cái vận hạn này là chúng ta có cái sao sự mệnh xấu, vận hạn như vậy chúng ta tránh tháng nào và tháng nào tốt để chúng ta cương nhu cho nó vận dễ, chứ chẳng lẽ tháng nào cũng xấu hết chui ở trong nhà cũng không đúng đúng không? Thì phải tùy vào cái tháng của cái tử vi của tháng mà chúng ta ứng dụng. Đầu tiên hết, tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Giáp Dần, một tháng thủy, mà như vậy mệnh là thủy ha, tháng tháng thủy là tháng bản mệnh thủy, gặp mộc của chúng ta là bản mệnh được tương sinh à, tốt cho bổn mạng, rất tốt cho việc sức khỏe đâu ha. Vậy là ngon ha, tháng giêng là tháng ăn chơi mà có sức khỏe để ăn chơi là ngon rồi đó. Thiên can tân gặp gặp giáp à, chữ tân của Tân Dậu gặp chữ giáp thì không xung không khắc không hợp à, xét về ngũ hành đó, thì chữ tân là kim, giáp là mộc, như vậy là chúng ta có ngũ hành đó là tương khắc à, đúng không? Kim nó khắc mộc, là chữ kim là chữ tân, chúng ta khắc chữ giáp. Rồi địa chi là dần gặp dậu, hoa tự chủ bình hòa, không hình hài không gì hết. Nhưng mà cũng như cái gen dần là mộc mà dậu là kim, chúng ta cũng có thiên địa chi là nạp âm, ngũ hành của địa chi là kim nó khắc mộc. Như vậy là ngoài cái việc bản mệnh của về về tử vi thì bản mệnh của cho chúng ta được tương sinh thì rất tốt, mà sao như đã nói không, mỗi lần mà bản mệnh chúng ta được tương sinh là giống như là chúng ta được tưới cái cây, chúng ta được tưới nước vô mà nó sẽ phát sinh chòi lọc và nó đem lại sự may mắn cho chúng ta. Tuy nhiên là thiên can và địa chi đều không có thuận, không có hình hại không có gì hết, nhưng mà bên trong nạp âm ngũ hành nó cũng còn tương tương khắc một tí, cho nên là tháng này là nếu đúng ra thì chỉ là 50 50 trung bình, một tháng trung bình thôi, không có gì hết. Về mặt sức khỏe tốt à, khởi đầu một năm có sức khỏe tốt, có được cái sự tươi sáng của cái bản mệnh là một năm cũng ok đó. Tháng thứ hai của năm Mậu Tuất là tháng Thất Mão, tháng thủy à, thì là thủy sinh mộc à, bản mệnh tương sinh như trên rất tốt à,
Và cũng nói luôn đó là những cái video clip mà mình làm đó là mình nói tháng là đều là tháng âm lịch hết. Ví dụ như tháng giêng của năm Dậu, năm Mậu Tuất 2018 thì nó bắt đầu từ ngày 16 tháng 2. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm 2018. Và cứ thế đó là bắt đầu đi ha. Thì tháng Ất Mão thì chắc nó cũng bắt đầu từ ngày 16, 15 gì đó, tháng 3, dương lịch. Rồi, thì bản mệnh được tương sinh nè, thiên can, chữ tân nó khắc chữ ất, thiên can tương khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm. Địa chi, Mão với Dậu, tiếng ngọ Mão Dậu, Mão với Dậu là thuộc nhóm lục xung, mà lục xung là mô tả sự đối chọi chống đối nhau. Như vậy cũng như tháng giêng chúng ta có tháng 2 được tương sinh bản mệnh, tốt cho bụng mệnh sức khỏe. Tuy nhiên cái thiên can thì tân của chúng ta khắc chữ ất, và thiên can thì ảnh hưởng như phần lớn đến công việc nhiều, cho nên là chắc chắn là công việc sẽ có sự khởi đầu không suôn sẻ, sẽ có những cái rắc rối. Tuy rằng là như vậy đó là một cái điều mà các em nên cẩn thận nhiều hơn trong cái cuộc sống, công việc. Địa chi là Mão với Dậu nhóm lục xung, mà lục xung thì nó đem đến nhiều cái xung khắc rất là khó khăn. Xung khắc đó là như thế nào? Xung khắc đó là đem đến nhiều cái xung khắc ngay trong gia đình, ngay trong mọi thứ, cho nên là các em thì anh nên cẩn thận ha. Rồi tiếp đến là phải nói là tháng 3, tháng Bính Thìn, một tháng thổ. Tháng này thì bản mệnh là mộc khắc thổ, bản mệnh của chúng ta khắc tháng, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn. Thiên can thuộc ngũ hợp, chữ Bính nó hợp với chữ Tân, đây là sự hợp uy thế chủ về trí, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Địa chi Thìn và Dậu thuộc nhóm lục hợp, chủ rất là nhiều sự may mắn ha. Ở trên lục xung ở dưới lục hợp, bước qua một cái tháng 2 có thể nói là đầy khó khăn khởi đầu, thì tháng 3, tháng này ngoài cái việc là bản mệnh chúng ta là tương khắc tháng, dù gì là bản mệnh chúng ta tương khắc tháng thì chúng ta có tai nạn hoặc có bệnh và có gì đi nữa thì nó nhẹ nhàng, không đến nỗi nào là nó khắc chúng ta. Ví dụ như là thủy thì thổ khắc thủy thì đó là mấy là vấn đề của nhiều ha. Và thiên can và địa chi thì một cái lục hợp, một cái ngũ hợp, thì rõ ràng là đây là một cái tháng may mắn. Nếu là anh thì anh sẽ có nhiều cái việc cần làm gì đó thì anh sẽ làm vào to lớn, anh sẽ làm vào cái tháng này. Đối với tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng của các em là anh sẽ tận dụng cái sự may mắn của tháng này mà làm. Trong năm thì nó cũng có lúc lên xuống, không, đây là một tháng rất là gọi là sáng sủa, chúng ta sẽ có nhiều điều thành công hơn ở trong tháng này, dễ quyết định. Nhưng mà đặc biệt nhớ nha, dù gì đi nữa thì cái bản mệnh của chúng ta nó cũng khắc tháng, mà như vậy thì bản mệnh nó sẽ có những cái rắc rối riêng, cho nên là đừng có quá ham chiến thắng mà lao tới phía trước nhậu nhẹt rồi này kia ha, để có gì. Rồi tới tháng thứ tư là tháng Đinh Tỵ, một tháng thổ tiếp. Như vậy như ở trên là mộc nó cũng khắc thổ ha, bản mệnh khắc tháng, cẩn thận sức khỏe, tai nạn nhẹ. Thiên can á, thì chữ đinh của Đinh Tỵ nó khắc chữ tân, tháng khắc thiên can, công việc không tốt, nhiều âu lo và đầy những khó khăn chờ đón các em. Tuy nhiên địa chi thì thuộc nhóm tam hợp, Tỵ Dậu Sửu là dấu hiệu của nhiều sự may mắn từ gia đạo, ảnh hưởng đến công việc. Như vậy là như tháng 3 thì cẩn thận tai nạn ha, sức khỏe, nhưng mà nó cũng nhẹ thôi. Tháng này nó không nhẹ hơn tháng trên nữa, tại vì tháng này là tháng âm, tháng thổ âm. Thiên can chữ đinh nó khắc tân, cho nên là đây là chủ cái sự khó khăn trong công việc, nhiều thứ hơn nữa trong công việc ha. Cho nên là đừng có mà gọi là gì, hỏi tại sao là trong cái tháng này là chúng ta có gặp rắc rối này rắc rối kia trong công việc và lo âu, thậm chí là tiền bạc nó ra. Tháng này rất là dễ tốn tài, tại vì đinh nó khắc tân ha. Nhưng là địa chi thì thuộc nhóm tam hợp, Tỵ Dậu Sửu, như vậy thì nhờ cái địa chi này,
hy vọng rằng nó sẽ kéo úp bớt cái sự khó khăn của chữ đinh và thạch thân ra. Tại vì chúng ta nói là có cái sự hậu thuẫn của gia đình, có cái sự vui vẻ ở trong lòng của chúng ta, không có chuyện rắc rối với gia đạo, thì chúng ta sẽ có được cái nhiều cái điều mà gọi là tỉnh táo hơn để mình giải quyết cái công việc. Hy vọng rằng đó là tháng này nó với anh đó, thì tháng này anh nghĩ rằng đó là tuy nó khó khăn ở trong công việc đó, nhưng rồi nó cũng sẽ có người giúp đỡ, có cái sự may mắn ở cuối cùng để mình vượt qua cái tháng này một cách an toàn. Đây tới tiếp theo là một tháng mậu ngọ, tháng năm là tháng mậu ngọ, tháng này là tháng hỏa. Đây là cái năm đã hỏa vừa, hai tháng giữa năm là hai tháng hỏa nữa, cho nên là hai tháng này chúng ta là mệnh mộc sinh xuất cập toàn là lửa không, thì củi bao nhiêu vào mà cũng cháy, cho nên rất dễ tồn tại và nhiều điều khác nữa. Thì như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, đúng không? Mộc của chúng ta sinh hỏa là chúng là bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe yếu, cẩn thận bổn mạng. Thiên can tân mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu thì là thổ, tương sinh với tân kim của thì tân là kim tốt. Ngọ dậu tí ngọ mẹo dậu ngọ mẹo là thuộc nhóm tứ hành xung, khó tránh xung khắc trong gia đạo, rắc rối trong cái việc gia đạo. Và bổn mạng khi mà bị sinh xuất thì gặp lại địa chi tháng này không, bổn mạng thì bệnh sinh xuất rất là dễ bị tai nạn, rất là dễ bị bệnh khi mà sinh xuất mà gặp. Ví dụ như thiên can hay địa chi nó tương hợp cho chúng ta thì không nói. Này thiên can địa chi thì ngọ địa chi ngọ dậu thuộc nhóm tứ hành xung, mà tứ hành xung này chắc chắn là sẽ đem sự rắc rối trong gia đạo, làm cho chúng ta buồn phiền hơn nữa. Tân mậu thì không xung không hợp xét về mặt tử vi, nhưng mà xét về nào ngũ hành thì mậu tương sinh với tân kim, mậu thổ thì tân kim cho nên là tương sinh. Tuy nhiên đây là một cái tháng gọi là hỏa vượng, thì đối với người mệnh mộc thì nó rất rắc rối, cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận tháng này. Nếu không muốn mà tự nhiên bị bệnh chui trong bệnh viện hay là bị một cái gì đó tốn tài một cách rất là khó hiểu và tốn cả sức khỏe của mình ha. Rồi tháng 6, tiếp theo tháng 6 là tháng kỷ mùi, tháng này cũng là một tháng hỏa, nhưng tháng này là hỏa âm. Hỏa âm thì nó sẽ đỡ hơn cho các em nhiều. Dù gì nữa các em là mộc mà các em là mộc âm thì nó cũng đỡ hơn nhiều. Thiên can tân kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên kỷ nó cũng thuộc hành thổ, tương sinh cho tân kim, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Thiên can có thể nói là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, nhưng mà là bên ngoài không có gì hết về mặt tử vi. Địa chi mùi dậu á là tự chủ hòa bình, cũng vậy không xung không thấy gì hết. Mùi cũng là thổ, địa chi mùi là thổ, dậu là kim, cho nên là có thể nói là địa chi cũng là tương sinh. Như vậy là tháng 6 này nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho các em trong cái việc mà bổn mạng nè, và thiên can về mặt nạp âm ngũ hành cũng như địa chi về mặt nạp âm ngũ hành thì đều là tương sinh. Hy vọng rằng nó sẽ là một tháng bớt khó khăn, ít khó khăn hơn là tháng 5. Như vậy là có được cái những cái không có được sự xung khắc, điều gì nó muốn tương sinh mặt âm ngũ hành mà không tương khắc về mặt tử vi thì nó sẽ đem lại chúng ta nhiều điều hơn. Như vậy là với 6 tháng đầu năm bao hiệu rất là nhiều khó khăn, chỉ có được cái tháng 3 là gọi là sung mãn, thì các em nên cực kỳ cẩn thận, cộng với tử vi cả năm không tốt thì kết hợp với lại vận hạn 6 tháng cũng không được ok. Các em phải cực kỳ cẩn thận để mà tránh khỏi những cái điều mà đáng tiếc xảy ra trong làm ăn. Không nên, đặc biệt không nên cương nhu, cương trong làm ăn của năm nay, và đặc biệt là không nên hùng hạp và gây ra nhiều cái việc mà cho vay tiền hoặc là ra tiền, nó sẽ khó thu lại. Như vậy là đã xong cái video clip nói về tử vi năm Mậu Tuất 2018 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm cho những người nam mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Rất vui vì mọi người đã cố gắng theo dõi đến đây. Nếu như ai thấy video hay, nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới cho nhiều người tuổi Tân Dậu cùng biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký để
tiếp tục chờ đón những video clip về tử vi phong thủy của năm Mậu Tuất, có thể là tuổi của người thân, bạn bè cũng như là những người quen biết của